Chiều ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống hai nhóm đối tượng tập trung sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn có khả năng gây án đặc biệt nghiêm trọng. Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi diễn tập. Tình huống giả định, đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phát hiện có hai nhóm đối tượng khiêu chiến giải quyết mâu thuẫn theo kiểu giang hồ. Hai nhóm mang theo súng, kiếm, bình xịt hơi cay và mã tấu đến điểm hẹn trên đường Hùng Vương Nối Dài, phường 6 thành phố Tân An để giải quyết mâu thuẫn. Trưởng công an thành phố Tân An phát loa nhiều lần yêu cầu các đối tượng bỏ vũ khí, không được manh động nhưng vẫn lao vào hỗn chiến. Khi các lực lượng công an đến, một số đối tượng đầu hàng bỏ hung khí, số đối tượng bỏ chạy và số đối tượng manh động liều lĩnh chống đối đều bị khống chế bắt giữ, đồng thời thu giữ toàn bộ vũ khí tăng vật, phương tiện, phục vụ điều tra xử lý theo quy định. Buổi diễn tập phương án giải quyết tình huống trên nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cụ thể của lực lượng công an, qua đó có tác dụng răng đe, phòng ngừa các nhóm đối tượng có biểu hiện tụ tập, gây rối, đánh nhau.